Lô xin chào toàn thể nhá. Xuất công nghệ ngân hàng 4.0 hotline 0886992315. Hôm nay làm video clip này để giới thiệu cho mọi người là cái dòng sản phẩm USB phát Wi-Fi 4G, mã là U90 bọn nhá. Đó, đây là sản phẩm này. Thì sau đây mình sẽ mở sản phẩm ra, giới thiệu cho mọi người về cái mẫu sản phẩm này cũng như là hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng chi tiết nhá. Đây là một bộ khi các bạn mua hàng, bộ sản phẩm nhá. Thứ nhất là sẽ gồm có một chiếc USB phát Wi-Fi 4G này. Đó, đây ô lắp bạn nhé, 4G Wi-Fi. Đó, mẫu này đang là mẫu tốt nhất trên thị trường nhé, về cái dòng USB phát Wi-Fi. Đó, mẫu này rất là thông dụng rồi, và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Anh bạn nhé. Đây, nói chung là sử dụng của chiếc USB phát Wi-Fi này thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần gắn SIM vào rồi các bạn cắm vào cốc sạc là sử dụng thôi bạn nhé. Bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm USB phát Wi-Fi 4G U90 này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Và các bạn đăng ký kênh TV Đăng Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt là khi các bạn đăng ký kênh TV Đăng Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc SIM đăng ký mạng sẵn 3G 4G. Đơn vị nhà mình sẽ cài sẵn vào trong chiếc USB phát Wi-Fi cho các bạn. Và các bạn chỉ cần cắm vào cốc sạc cũng như là các bạn có thể cắm vào máy tính này, cắm vào cục điện cục sạc điện thoại của bạn là có thể phát được Wi-Fi đâu bạn nhé. Cái mẫu này thì rất là tiện nhé, những bạn nào ở miền núi mà chưa kéo được sóng Wi-Fi ấy, thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu USB phát Wi-Fi này, rất là tiện nhé. Các bạn cầm đi đâu cũng được, chỉ cần các bạn có cái cục sạc dự phòng này hoặc là các bạn có cắm vào máy tính đều được hết bạn nhé. Bạn chỉ cần cấp nguồn cho cái USB này là được thôi. Đó, các bạn kéo xuống này. Thì ở bên trong này sẽ là khay lắp SIM nhé. Đó, và đây sẽ là cái USB phát Wi-Fi này, nó sẽ phát cho các bạn một cái mã Wi-Fi là như này. Đó, mật khẩu đây. Mật khẩu là 123456678 này. Đó, và cái mã này các bạn có thể là truy cập vào trong cái đường link để các bạn để đổi tên cũng là đổi mật khẩu, thì các bạn sẽ vào cái link là 192.168.8.1. Đó, sau bạn điền cái mật khẩu và tài khoản admin vào là được bạn nhé. Đó, thì mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc SIM, đây là SIM Villa đang đăng ký mạng sẵn 3G 4G nhé, thì mình sẽ gắn vào và sau đó sẽ hướng dẫn cho mọi người. Bạn sẽ cắm theo chiều SIM này nhé. Các bạn sẽ cắm kịch vào như này, sau đó đây mình sẽ thu nắp bên kia vào nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn cho dễ. Đây, đó, các bạn sẽ cắm vào như này, thì các bạn đợi một chút nhá, bao giờ các bạn sẽ thấy cái vạch này nó hiện lên màu xanh thì là đã kết nối được. Đã nói xong. Đó, thì các bạn đợi một chút nhá, bởi vì là các bạn khi các bạn cắm vào sẽ mất khoảng 20 đến 30 giây thì cái USB phát Wi-Fi này nó sẽ kích hoạt được sóng và nó sẽ kích hoạt xong. Đó, bây giờ đã kích hoạt xong đây. Đó, nó sẽ hiện cái hai cái vạch màu xanh này bạn nhé. Như này là bây giờ các bạn chỉ cần chọn vào mục là Wi-Fi thôi. Chọn vào mục là Wi-Fi nhé. Các bạn sẽ chọn vào mục là Wi-Fi nhé. Thì chiếc USB U90 sẽ phát được bạn một mã Wi-Fi này, bạn sẽ kết nối vào. Đó, sau đó mật khẩu thì bạn sẽ gõ mặc định là 123456678. Đó là mật khẩu mặc định nhé. Xem lại mật khẩu là 123456678. Đó, đúng mật khẩu rồi thì các bạn sẽ chọn vào mục kết nối nhé. Chiếc USB phát Wi-Fi này thì các bạn có thể lắp tất cả các loại SIM nhé, SIM Villa, Mobi hoặc SIM tất cả các mạng đều được hết bạn nhé. Bởi vì nhiều loại USB phát Wi-Fi nó chỉ nhận một loại SIM thôi. Đó, và khi bạn kết nối xong, bây giờ các bạn có thể vào trong TikTok các bạn có thể xem được nhé. Đợi các bạn đợi một chút này. Này bạn đợi một chút nữa, bởi vì cái chỗ nhà mình là mạng nó hơi kém. iPhone bị nóng chậm thế là bị pin đánh. Có thể xem như bình thường nhé. Cười cái gì mà nhếch răng nghe. Cười được. Ngày 12 tháng 7. Đó, nó rất là mượt các bạn nhé. Tại vì cái chỗ nhà mình thì thực ra là sóng villa nhà mình là nó cũng hơi kém chút, nên là cái tốc độ truyền mạng nó sẽ không bằng như được khi mà các bạn gắn các loại SIM được theo những cái nơi mà mình sóng khỏe nó sẽ kích nó càng ok bạn nhé. Đó, các bạn chỉ cần lắp một cái mạng SIM nó khỏe, kích ok thì là nó kích rất là ok bạn nhé. Và cái tốc độ tối đa của chiếc USB phát Wi-Fi này thì các bạn có thể kích cho khoảng
10 đến 15 thiết bị nhé. 10 đến 15 thiết bị các bạn kết nối cùng một lúc vậy nhé. Rất là được, rất là nhiều. Thì bạn nào đang có nhu cầu quan tâm về dòng sản phẩm USB phát Wi-Fi 4G này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline cho mình đây. Các bạn Zalo, Facebook trên đoạn này để được nhân viên bên mình tư vấn hỗ trợ miễn phí các bạn nhé. Và các bạn đăng ký kênh TV Nam Phát để được miễn phí ship hàng trên toàn quốc. Và đặc biệt hơn là khi bạn đăng ký kênh TV Nam Phát thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc SIM đăng ký mạng sẵn 3G 4G, đơn vị nhà mình sẽ cải sẵn vào trong chiếc USB phát Wi-Fi cho các bạn. Và các bạn chỉ cần kết nối điện thoại rồi sử dụng thôi bạn nhé, rất là đơn giản. Thì video này mình xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.